Và trước khi xem video bạn đừng quên nhớ like, subscribe và tất cả thành viên trong hai video nha. Thì hôm nay mọi người có nhận nhiều tiền lời gì không? Đừng quên comment phía dưới cho mình biết nha. Thì hôm nay Sam không có đi đâu hết, Sam ở nhà quên lưu cho mấy bạn xem nè. Thì đó, các bạn đừng quên lời gì cho mình những lúc like, những lúc comment hay là view hay là gì đó. Nói chung là lì xì cho mình nha. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Thank you. Đó, thì hôm nay mình sẽ rủ Phong Cần và cặp đôi Sim Kai đi chơi phố cổ Hội An. Đó, phải hay không mọi người thấy không? Trời ơi, mùng 1 chán quá chứ làm gì. Bây giờ phải đi rủ mọi người chơi thôi. Chứ mấy người khác đi chơi hết rồi. Còn trong chị ta trong làng chỉ có chừng này thôi. Đâu rồi ta? Phong ơi, đâu rồi? Bây giờ tôi sẽ đi rủ Phong Cần. Phong ơi, đâu rồi? Alo, chết rồi, sao có tiếng không có hình vậy? Trời ơi năm mới mà ông đập kính nè, xui chết luôn á. Có gì đâu xui, trời, cái này cho tôi tự đập mà, chứ phải anh nó bảo đâu. Trời ơi, đập gì bể rồi đó, xui luôn. Ngày mùng một ông làm về là xui cả năm trời là trời. Ai biết đâu, trời ơi. Tha lỗi tôi đi mà, xin lỗi. Rồi sao? Có chuyện rồi, gì? Rồi bây giờ tôi với ông qua rủ gì ta Sim với anh Kai đi chơi phố cổ Hội An, ông đi chơi với tôi không? Phố cổ Hội An là chỗ nào? Thì bây giờ nhá, thì tôi với ông sẽ đi phố cổ Hội An cùng với cặp đôi là Sim Kai, được không? Hôm nay trời mùng 1 không phố có gì chơi. Phố cổ Hội An. Ừ, đúng rồi. À, cũng hợp lý á, bởi vì tôi thấy Tết nhất rồi, bọn mình ở nhà hoài à, không đi xin tiền lì xì thì thôi mình đi du lịch đi ha, đi chơi cho nó vui, chứ ở nhà hoài riết rồi chán lắm. Trời, đúng rồi, bây giờ phải đi chơi chứ, bây giờ mùng 1 ở nhà không có gì chơi đâu mọi người ơi, bây giờ phải đi chơi thôi, chứ sao giờ. Nhưng mà hôm nay tôi cũng có áo dài đi mặc, tôi giặt áo dài mà áo dài tôi chưa có khô, chán quá à. Thôi mặc bộ này cũng được. Tính ra là ngày Tết người ta mặc áo dài cho đẹp, còn Sammy không có áo dài mặc, trời ơi, nhìn kỳ quá à. Tiền lì xì của bà đâu? Trời ơi, ông nghĩ sao? Mới mùng 1 tôi còn chưa đi đâu mà ông nghĩ sao có tiền lì xì? Ông chứ lì xì tôi sao tôi có tiền được? Hả? Trời ơi. Thôi rồi, tí nữa tôi lì xì cho, thôi được rồi. Bây giờ mình qua rủ Sim xa, dạ nhầm, Sim Kai đi Hội An đi. Đúng rồi, đi, bây giờ đi lẹ đi, tí nữa trời tối mệt lắm. Từ để qua nè, chắc chắn hai người bên kia cũng đang chuẩn bị đồ Tết rồi nè, thấy chưa? Để qua xin ít đồ ăn. Trời, làm gì vậy? Trời ơi, đi thôi. Sam ơi, tôi nói bà nghe nè. Nhà của Sim Kai chứ nhầm. Sim Kai là bán trà sữa, chắc chắn trong đó có nhiều đồ ăn lắm, bọn mình vào gạo kêu cái gì mình ăn ké. Thì đó, nói vấn đề đó, vừa bán ké thôi thì làm gì? Đó. Đi. Trời ơi là trời. Gì vậy? Mới có mùng 1 bây giờ Sim kiếm chuyện Kai hả? Này. Gì vậy? Ông mới có vậy hả? Bây giờ nó không có mấy con nói gì. Năm mới là cái gì vậy? Ơi Sam, tôi lấy hết thức ăn rồi, chạy nhanh lên. Gì vậy? Trời ơi, Phong. Ôi, gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Ủa, cái gì mà năm mới hai người cãi cọ vậy? Trời, năm mới không nên làm vậy. Đâu cãi cọ đâu, đang giỡn. À, đang giỡn thôi. Ủa, mà sao đồ ăn nó mất trơn rồi? Ủa gì vậy? Lão, ta sao đồ ăn nó mất tiêu hết trơn rồi? Đồ ăn nó mất tiêu rồi, Sam kỳ, Sam trả ta đi Sam. Khoan, dù sao đây là cũng một hai người tới nhà rồi, tôi chơi mời ngồi. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới nha. Đó. À, chúc mừng năm mới vui vẻ nha, đợi xíu để bưng đồ ăn ra cho khách nè. Trời ơi, năm mới nổi đồ ăn. Trời ơi, lẹ lên, bưng đồ ăn lên, lẹ lên. Gì vậy? Cái đó này, dạo này vũ phu quá, cái đó. Mùng 1 Tết là phải đưa cho vợ phục vợ. Không gì. Ca vậy là lẻ quá nha. Simmy móc cây súng ra cái là cây đao 100 chỉ. Rồi đây đó, đồ ăn cho mọi người. Rất là ngon. Bây giờ mình có đồ ăn rồi.
đúng rồi. Vậy luôn. À nói chung thì mùng 1, ủa sao người qua đây chơi gì vậy? À đây thì nói nè, là mùng 1 nha. Mùng 1 có hai người có đi chơi đi đâu không? Mùng 1 á? Cũng không. À, không đi chơi ở nhà. Trời đi chơi ở nhà. Đúng rồi. Quên mất, năm mới lì xì cho hai người hai bịch lì xì siêu to khổng lồ nè. Đó. Ôi, giàu dữ. Trời ơi, cái này là cái tiền lì xì hả? Sao mà nhìn như cái tấm chiếu ở nhà tôi trải tôi nằm vậy? Đây là bao lì xì. À, bao lì xì. À, mọi người thấy không? Trời, Tết nhất tôi chơi qua đầu đỏ nè, mọi người thấy không? Chắc không, chắc không? Trời ơi, gì chơi cái đầu đỏ vậy? Đúng rồi, mới dậm nguyên một cái tóc đỏ luôn nè, quá à. Ồ, cũng hợp lý ha. Ừ ha, tại sao mình lại không dậm tóc nha? Để tôi thử tôi dậm tóc coi. Đừng có nhồm á, đây xanh đỏ tím vàng rồi đó, đừng có nhồm nữa. Mà Sam ơi, năm mới Sam năm nay. Trời ơi, anh thấy quả cái đầu, cái đầu tóc màu tím của tôi đẹp không? Trời ơi, đẹp quá trời luôn. Nhìn như lùn da trâu vậy. Thôi bây giờ em không ý kiến. Ok, bây giờ là chị định rủ hai đứa đi chơi phố cổ Hội An luôn. Bây giờ kiểu đang đi luôn, đi rủ hai đứa luôn đi cho vui. Đông vui càng tốt. À đúng rồi. Đi 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 luôn, đi đi. Rồi, dở. Dở. Hai cái đầu đó hơi ghê quá. Dở. Dở ơi. Có gì đâu, đi thôi em yêu, đi nào. Đi. Lấy đi dở. Em về lấy. Cái gì vậy? Tâm đi, trời ơi, anh nhậm tóc đi thế này mà lo gì đi đâu. Wow, à, trời ơi, ủa gì vậy? Trời ơi, tôi thấy không? Tôi đã nói rồi mà, ông phải nhậm cái quả tóc màu tím giống tôi nè. Nhìn nó mới mộng mơ phải không? Hối mộng mơ, đẹp trai. Đẹp trai rồi. Hai đứa mình không khác gì hết môi Hàn Quốc luôn á. Đúng rồi, y chang Hàn Quốc luôn. À, tôi nói thật nha, tôi không nhận thấy cái Hàn Quốc ở đâu chứ. Hai chữ thôi, trẻ trâu. Đúng thế, trẻ trâu luôn, trời ơi. Cái gì chứ, người ta nhậm tóc mà kêu người ta trẻ trâu. Trẻ trâu, nên đi. Trời ơi, thôi, mấy bạn thấy Phong Cực, Phong Cực và Kaeyon nha. Mày có thấy Phong Cực và Kaeyon nhậm tóc có đẹp không? Đừng kêu mình vì gì, mình biết là còn riêng mình nha. Thấy hai là trẻ trâu luôn á trời. Dạ. Ra mùng 1 mình không nên vui vẻ không ạ? Thôi bỏ qua đi, bỏ qua. Ôi, tới phố cổ Hội An rồi nè. Ôi, có tiệm bánh mấy bạn ơi, có tiệm bánh. Ôi, trời ơi trời. Vừa mới vô người ta chưa nói gì hết rồi. Vô ăn nè, em ăn dễ sợ. Chủ quán đâu rồi? Ra đây coi. Đây là quán của người ta và Phong Cực và cây do đập nát cái quán mọi người ơi. Mình không biết mình để làm gì luôn. Tổ dân chủ quán đâu? Cái gì vậy? Trời ơi! Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa sao đi được kìa? Yêu quái cây đó đi. Này, nó đi kìa. Ủa nó bắt đi được kìa. Yêu quái, mày yêu quái nè. Trời ơi! Rồi. Ra đây! Ông chủ quái! Lần đầu tiên đánh nhau cái tủ. Ôi cái tủ biết đi nè. Trời ơi! Mày nó hồi dưới đánh mày xuống hồi nướng tủ. Mày đánh cái tủ. Mày rồi đó, được rồi đó. Trời ơi. Ghê trời. Mọi người ăn kem không? ăn kem. Hai người cứ yên tâm đi, bọn tôi sẽ đi theo bảo vệ hai người, tại vì bọn tôi đúng là sói ca mà. Đúng rồi, tụi tôi là Hàn Quốc mà. Ủa, vậy tôi ăn cái gì trời? Ăn cái quán rồi tôi ăn cái gì đây? Hả? À, trời ơi, trời ơi, ốm nha, ốm nhách ăn làm gì để cho tụi bọn tôi ăn nè, đó. Đúng rồi, bọn tôi ăn kem, ăn đồ, tôi mạnh khỏe, mình đi, tụi mình bảo vệ được. Ốm chim dị tương này, con chim dị tương nha nè. Ôi, con chim à, mày tránh 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 các bạn ơi, các bạn thông cảm, hai người này không phải cay đắng với Phong Cực nhau. Em mình nghĩ là bây giờ lấy này ngồi tôi bao ăn nè, khổ rồi, quá. Lên ăn nè, Sam. Ngồi vô. Hai đứa ngồi vô. Sam tới đây. Sam tới đây. Hai đứa trai ngồi vô. Ngồi vô đi, đừng có đập quán ra. Trời, đừng có đập nữa, đang phải SCP đâu. Trời ơi. Sam. Hả? Sao tôi có hai người này cho hai người phá quán dữ vậy? Bây giờ có cách nè. Bây giờ chị sẽ bỏ hai viên thuốc ngủ vào cái bánh, hai người kia ăn xong nằm lăn ra luôn. Ok. Rồi. Ok. Rồi. Bởi vậy đúng rồi mà, đúng không? Tụi mình phải gọi là làm như vậy mới có thể bảo vệ được đó. Dù gì á. Ăn đi. Ăn đi, bánh ngon rồi. Có biết em lại sợ lại gì không?
Cái vậy? Sao thấy không? Được rồi. Cái đó nè, dù gì á, Sim với Sam cũng là bạn gái của hai đứa mình, cho nên hai đứa mình phải bảo vệ, đúng không? Đúng rồi, đàn ông phải đấy, Hàn Quốc phải đấy. Ăn đúng đi, rồi, ăn bánh thôi, ăn đi, ăn đi. Ăn bánh này, Trời ơi, rồi. Căng dạ, cái bụng trùng cái da mắt á, tự nhiên tôi thấy tôi buồn ngủ. Buồn ngủ quá. Ê, Sim sao bây giờ? Dạ, nè. Trời ơi là trời, bần gần chết. Cuối cùng cũng thoát khỏi hai anh em. Đi. Cái Ron ngủ mình buồn nghe cho mình qua nằm chung với. Ê, tụi mình chưa nằm gần nhau kìa, để mình nằm gần lại. Trời ơi mọi người ơi, cuối cùng mình cũng thoát khỏi anh em trẻ trâu nhất heo tim. Trời ơi là trời, dùng cái bộ tóc mà cầm cái gậy kìa. Tôi đi mà. Cái gì? Thôi mộng du, mộng du. Thôi đi, thôi đi, trời ghê, thôi đi. Thôi để em chở chị đi chơi sao. Bây giờ mình chở con mèo đi chơi, tôi mệt quá. Trời ơi, sợ quá. Đi chơi với ông này sợ bị đánh không à. Trời mùng 1 Tết mà. Thôi đi, hai mình đi chơi đi. Mùng 1 Tết. Ồ, đây có mấy con bánh dễ thương như nè. Đó đó. Wow, wow, dễ thương quá à. Ui. À để em mua chị cái kem nha, đợi xíu. Ok ok. Đây, đây có cái kem nè. Đây, đó, hai cái kem ly đó. Chị em mình đúng rồi. Ngon. Thôi về đi. Trời hai cái ông kia đi cầm kèm bên cạnh mình á, đi bên cạnh mình không ngắm được gì luôn, đánh bảo cái sao hai ông nội này đánh tùm lum đánh tùm la không biết chơi gì luôn. Trời ơi, nhiều lúc á cái bố cổ ăn á đánh chập mà thành giống cái bài chiến trường mọi người, ghê sợ luôn á. Thôi bây giờ mình phải đi với Sim thôi, không dám đi với hai người kia luôn á. Ở đây có cái nhiều nón đẹp quá à, trẻ muốn mua cái nón kia á Sam ơi. Trời ơi, nhiều nón đẹp quá. Wow, đẹp vậy. Không mà kệ thôi sao. Có gì đâu mấy cái. Ôi, này vậy nhỉ? Em có mấy cái lồng đèn nè, sao em lấy không? Đâu lồng đèn đâu? Mấy cái lồng đèn nè. Ủa đây có nhiều lồng đèn quá, để em lấy thêm nữa. Ủa lấy đâu vậy? Từ trời ơi, nhiều quá. Đây Sam ơi. Trời ơi, lồng đèn. Ủa đẹp chưa? Ủa sao như mấy con quay vậy? Lạ vậy? Rồi. À cũng biết nhưng mà gì vàng nè, xanh nè, tím nè, màu xanh của Sim nè. Màu xanh của Sim nè. Để coi có màu xám không? Để chém coi. Để coi. À, chú ơi, có màu xám không? Ủa chủ là gì? Rồi, chú không có. Chúng có màu xám. Rồi ok đây. Có màu xám, màu đỏ ha. Wow. Ủa ba cái nhà này làm gì vậy? Để tôi coi trong này nhà. Trời nhà chả có gì luôn, gì bơ không có gì. Trời nhà trang trí rồi. Rồi để coi. Để coi đây. Để đi nè. Có gì nhau. Tức là đi mấy cái góc này nhìn đẹp nè. Nhìn nó yên bình dễ sợ. Trời ơi. Tính ra tụi mình chụp hình mấy chỗ. Tính ra không có hai ông đúng bình yên luôn. Trời ơi đó mọi người. Đi hai ông này sợ bị đánh không à. Trời ơi. Nói chuyện chém chém không. Trời ơi, một tết mà đánh đập cửa cho tùm lum à. Thôi vậy đi dạo cho. Ôi có cái xe đạp dễ thương nè. Bây giờ xe đạp này đi được rồi, hay nha. Từ để lên xe đạp được không? Ủa ơi, không lên được. Không lên được, không được. Ngồi lên được. Không lên được. Không lên được, lên được. À lên được lên. Ê từ để coi để coi. Để coi. Chụp hình được đẹp luôn, chụp hình được đẹp luôn. Không chụp hình được, không chụp hình được, không chụp hình được. Đó, không chụp được. Dễ thương quá. Ok được rồi, đi tiếp nè. Coi còn gì không ta? Ủa cái phố cổ Hội An này mình nghĩ rất là đẹp, nếu mà gọi là mọi muốn người đi hình, chơi cùng với dạng. Đi chụp hình cũng rất là đẹp luôn. Thề luôn á. Wow. Đúng đẹp luôn á. Ui. Thề luôn, không hiểu sao ai không lại. Ui hai con chó cánh nhà nè, con chó tượng cánh nhà nè. Thôi dễ thương quá à. Hello. Ủa mà sao phố cổ Hội An lạ không Sim? Sim thấy lạ không? Trời ơi. Hơi lạ, bây giờ mình đi kiểm tra hai ông tướng này coi làm gì coi. Để coi lựa hai ông này ngủ là tôi quen đây về chết mất rồi ta. Ủa con mèo tôi rồi. Ủa gì vậy? Em dám chở chị ra em chở chị. Đầu kia có gì vậy? Cái đầu kia phải Phong Cận không ta? Phong Cận hay Caron ta? Con này mày dám đụng nó chém sao? Trời ơi. Con đừng có gì. Mày. Trời ơi, bây giờ hai người vậy rồi đúng không? Hai người vậy đúng. Đi, bọn tôi sẽ bảo vệ cho hai người mà. Yên tâm. Đúng rồi. Đi về nha. Về xong rồi sẽ. Đi về. Mày. Thôi Sam, về tụi mình kệ hai ổng đi, đi về. Ok các bạn. Ok mọi người thì mình đi chơi phố cổ Hội An cùng với Sam Phong Cần là gì vậy? Trời ơi cái này gì vậy?